chào quý thính giả, và với ca khúc Mùa Thu cho em vừa rồi cũng đã mở màn cho chương trình Nào Ta Cùng Hát của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình được phát thanh trực tiếp vào lúc 15:05 đến 16:00 thứ hai hàng tuần trên tần số 97.5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Và ekip ngày hôm nay gồm có MC Tâm Vinh Quang, MC Yến Nhung, ca trong Bảo Luận và guitar Trung Tính. Và ngày hôm nay thì Yến Nhung rất là vui khi mà đồng hành cùng với chương trình Nào Ta Cùng Hát số ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đã là những ngày đầu tháng 8 rồi đúng không ạ? Chúng ta hay nói vui rằng ở miền Nam thì có hai mùa, đó là mùa nắng và mùa mưa. Tuy nhiên thì hiện tại thời gian bây giờ ở thủ đô Hà Nội thì chúng ta đã cảm nhận rất là rõ mùa thu đã ngập tràn. Đặc biệt là cái mùi hoa sữa, khi mà chúng ta đi trên đường phố thì chúng ta cảm nhận rất rõ là mùa thu đến rất là gần rồi. Và vừa rồi thì chúng ta đã được thưởng thức ca khúc Mùa Thu Cho Em qua phần trình bày của An Vũ. Và bên cạnh An Vũ thì ngay tại phòng thu của chúng ta lúc này ngày hôm nay thì còn có thêm một vị khách mời nữ nữa, đó là nữ ca sĩ Minh Châu. Và bây giờ thì xin được mời hai nữ ca sĩ là An Vũ và Minh Châu, chúng ta hãy dành tặng những lời chào đến gửi đến quý vị khán giả ngày hôm nay ạ. Minh Châu xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của sóng FM 97.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin chúc mọi người một ngày mới tràn đầy niềm vui. Đây là thứ N Minh Châu quay lại với phòng thu của chúng ta, chương trình Nào Ta Cùng Hát rồi. Còn bây giờ xin mời An Vũ. Em xin chào quý vị khán giả của chương trình Nào Ta Cùng Hát. Em chúc quý vị khán giả một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và nhiều ăn vui đúng không? Nhiều ăn vui. Hôm nay không được hồi hộp nữa nha. Hôm nay là quay lại lần thứ mấy rồi đó. Hồi hộp nữa là cắt xô liền. Mới nãy thì bài là Mùa Thu Cho Em là của An Vũ rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến với một ca khúc tiếp theo. Không biết là trong hộp thư thoại ngày hôm nay đó, và quý thính giả nhớ là số điện thoại để mà gọi giao lưu chương trình đó chính là 02513889988, hoặc là chúng ta có thể gửi yêu cầu qua địa chỉ email nào về Yến Nhung. Địa chỉ email của chương trình rồi của chúng ta đó là Nào Ta Cùng Hát Đồng Nai @gmail.com. Nếu quý vị chúng ta muốn lắng nghe những ca khúc trên nền guitar của Trung Tín và ca trong Bảo Luận thì chúng ta cũng phải gửi những cái yêu cầu của mình đến với chương trình qua số điện thoại hoặc là email để chương trình sẽ đáp ứng những ca khúc mà quý vị chúng ta muốn nghe. Và bây giờ thì sẽ là một ca khúc mà Minh Châu sẽ dành tặng đến tất cả quý vị. Minh Châu có thể giới thiệu được không ạ? Và sau đây thì Minh Châu gửi tới quý vị khán thính giả ca khúc I Wish You Love, với có ý nghĩa là em cầu chúc cho anh tình yêu. Nhưng mà Minh Châu thì thích cái lời tiếng hát Pháp hơn. À vậy hả? Has the team, the nose more. Có nghĩa là tình yêu của chúng ta còn lại gì. Vậy nghe có vẻ thổn thức hơn. Vậy cái này có lời Pháp luôn đúng không? Dạ, có lời Pháp. Vậy thì Minh Châu hãy thể hiện liền. Trong bài hát thì họ cũng đề cập rất là nhiều đến những ký ức đã qua. Nhưng mà hiện tại thì những ký ức đấy nó cứ ùa về, nó ám ảnh người ta hoài. Tuyệt vời. Tình yêu thì còn lại gì nữa đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức một khúc nhạc Pháp qua giọng hát của nữ ca sĩ Minh Châu quý vị nhé.